tổng hợp những tình huống hài hước khó đỡ khiến người ta dở khóc dở cười. Tình huống đầu tiên, chị y tá vác cuốn đồ lên vai thì bất ngờ cái túi nặng kéo bao quay hai vòng rồi tét cái ịt xuống sàn. Hai bà úp mặt cố nhịn cười sợ sếp la, nhìn vừa thương mà vừa mắc cười á trời. Tiếp theo, chị gái đi tiêm vaccine đang lau sát khuẩn á thì ông đang lau mà lỡ tay chích một phát là bà chị trợn mắt đứng hình. Ủa, là chích xong luôn rồi đó hả cha? À chưa, tôi test kim xí á mà, á hi hi. Còn đây, anh trai chạy xe qua cầu thì bỗng trời ơi, ông chống thụt cái chân bay xuống mương. Nghe tiếng la phụ huynh bay ra ứng cứu, mấy mẹ con cờ hó cũng hùa theo. Trời ơi, có sao không sen? Tao dặn đi cẩn thận rồi mà không nghe. Gọi giờ xe đâu chở tao đi chơi đây không biết nữa à. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên bấm nút đăng ký kênh Tin Ba Phút Hài để tiếp tục theo dõi những tình huống giải trí hài hước trong cuộc sống nhé. Xin chào.